Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DGAPPO TV. Sau một cái Tết anh nhìn xem, trước rất nhiều máy mà sau một cái Tết thì anh em nhìn nó sơ sắc, tiêu điều chưa bà con? Máy hết sạch rồi anh em ạ. Máy gì hết sạch rồi. Còn nó máy thì rất nhiều nhưng máy giá nó cao. Còn duy nhất cho các bạn còn những kèo giá rẻ đây. Mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 vừa rồi mình bán rất là nhiều, một có ngày mình bán hai mấy con cơ. Mình bán cho anh em ở gần. Vì ship code chưa ship được thì mình không bán cho anh em xa được. Từ ngày mai ngày mùng 5 thì các anh em bên giao hàng đã ship được rồi. Và ngày mai tiếp tục mình ship hàng tiếp. Và đây là những cái kèo dành cho anh em vào ngày mai. iPhone 6G. Có một cháu vừa bán cho mình xong. Full chức năng máy Đài Loan. Con này cháu bán cho mình là 800. Mình bán cho bà con là 900 nghìn nhá. Vanh Điệp Chi S1 kinh nhỉ, bản Đài Loan, máy đẹp, hình thức là tương đối là ok. Xem con này pin nhau nào, hình thức là pin 75 thôi bà con ạ. Ui dồi ôi, thôi 900k, anh em nào thích là mút. Ok, tiếp theo chương trình đây là iPhone này 6S này. À đây 6S này, anh em hiện tại thì chắc nhiều anh em thích 6S đúng không? 6S 64GB này, full chức năng này, 1.500.000 đồng này. Pin 81 này, 1.500.000 đồng này. 7G Zinget full chức năng, máy màu gold. Con này pin bao nhiêu nhỉ? Pin 73, hỗ trợ thay pin 1.700.000 đồng này, iPhone 7G này. Pin mới nhá, hỗ trợ thay pin mới này là tổng cộng 1.7 nhá anh em nhá. 1.7. iPhone 6S 32GB full chức năng pin 80. Con này là 1.500.000 này. iPhone 6S 16GB. Con này 1.3 này. Gì à chưa bà con? Đây, 6S 32GB. iPhone 6S 128GB, 1.600.000 này, pin 100 này. Đấy, 6S đầy anh em nhá. Anh em thích 6S thì hú mình. Ở đây có con 7G đây. Có con 7G gì ở đây? 7G quốc tế, mất vân tay, hôm bấm ok 32GB, 1.300.000 đồng iPhone 7G nhá. Máy quốc tế, lắp sim đầy đủ ok anh em nhá. Mất vân tay thôi còn hôm bấm ok. 1.300.000. iPhone 11 còn 3 con. Màu vàng, màu đỏ nhá anh em nhá, màu vàng này, màu đỏ này. Đây thì nó thật sự các bạn, đây là hàng Zinap này. Pin một con này đỏ, đây con pin 100 này, con dưới pin 84 này. Giá đồng giá cho con là 6.600.000 đồng. iPhone 11 quốc tế, nguyên zin, nguyên bản, nguyên app, 6.600.000 đồng anh em ơi. 6.600.000 anh em nhá. Thời điểm này là giá máy lên ấy, không có rẻ đâu anh em ạ. Không có rẻ đâu. Đây, iPhone XS Max quốc tế 256GB, cam kết với các bạn là main zin, màn zin, tất cả đều zin. 256GB anh em này. 256GB iPhone XS Max quốc tế này, mực tị ti bên trên này, 5.600.000 đồng này. iPhone XS Max quốc tế này 5.600 này. iPhone XS này, zin này 4.800 này, zin này, màn zin bên zin này, pin bảo trì này. Những con nào pin thấp này anh em nào thay pin 100% thì mình hỗ trợ thêm 200.000 nữa nhá. Bình thường con này là con iPhone XS này, main zin, màn zin này, mình bán là 4.800 nhá. Anh em thay pin là thêm 200 nữa nhá, thêm 200 nữa thì thành 5 triệu. Đây này. Này, con này pin này, ui pin 99 này. Pin bao nhiêu? Pin 95 à? Con này pin 95 này, anh em này. Con này là pin 95 này. Đấy, 4.800 một cây XS nhá. Những cái con XS này, những con XS main zin, màn zin, pin zin anh em nhá. Đấy, 4.800. Anh em ạ, những con XS này mà quốc tế này mà zin như này, nó thật sự anh em. Nhưng con này nó thật trước là các bạn, nó là máy spa lưng nhất, là cũng là thay áp lưng anh em nhé. Giá chỉ bằng iPhone 8 Plus cho các bạn thôi. Các bạn thì cứ đi ra quán hỏi iPhone 8 Plus bao tiền biết ngay nhé. 8 Plus cho các bạn ít nhất phải tầm 4.500.000, 4.800.000 anh em mua con 8 Plus. Mà đây chỉ 4.800.000 anh em có thể sử dụng con XS quốc tế zin nhá. Còn đâu những cái con này 4.200.000 đồng một cây XS nhá. XS quốc tế màn GX anh em ơi, màn GX cho mình, màn GX chuẩn anh em ạ. Chu tông đầy đủ, hàng chuẩn luôn. iPhone XS quốc tế màn GX mình còn 2 4 6 7 cây. Đây là con này pin 91 này nhá. Con này pin 91 này. 4.200.000 một cây này.
4 triệu 2 là pin 100 này. Có một con là pin 100 thì là 4 triệu 4 anh em nhé. Con là pin 100 thì 4 triệu 4. Thì vậy tại vì tính tiền này, con pin 80 này 4 triệu 2 này. Đấy, những cái con nào vừa pin cao mình và tính tiền pin này, pin 77 4 triệu 2 này, pin thêm 200 nữa nhá, là 4 triệu 4 nha anh em nhá. Tất cả các bạn anh em là muốn thay pin mới thêm 200 nghìn anh em nhá. Pin 80 này, đấy, đặt thôi pin 8X hết anh em nhá. 4 triệu 200 nghìn đồng một cây iPhone XS anh em nhá. Quốc tế, men zin, màn gới, loại siêu đẹp luôn. Ok chưa anh em? Uy tín nhờ. Con gì đây? iPhone XS Max pin 87, màn zin men zin 6 triệu rưỡi anh em nhá. XS Max pin trên 5, 6 triệu rưỡi. Sao rẻ thế nhỉ? iPhone 12 thường xuất tí viền viền. À đâu? Sức sơn viền. Zin điếc 8 triệu rưỡi anh em ơi, còn mỗi một cây thôi. 11 Pro Max màn mực anh em ơi, 11 Pro Max màn mực này. 5 triệu rưỡi anh em nhá. 11 Pro Max quốc tế, men zin, màn zin không fake ID. Mực tí 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 bên dưới. Máy quốc tế anh em ơi. Riêng màn zin thì anh em chơi game chơi giếc thoải mái rồi. Con này để cho bà con là 5 triệu rưỡi nhá. iPhone 11 Pro Max quốc tế 5 triệu 500 nghìn đồng. Còn gì nữa đâu mà chê nữa bà con. Asus M2 Pro. Đây là Asus M2 Pro bà con ạ. Con này hồi xưa bạn ấy mua 5 hay 6 triệu rồi đấy. Nhưng bây giờ con này RAM 4GB, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Này, hình thức này, hình thức này hơi xấu tí. Con này mình để cho bà con là 1 triệu 200 nghìn đồng. Con này RAM 4 nha anh em nhá. Còn đâu những con 11 Pro Max Zin App này anh em ơi, 11 Pro Max Zin App này. Ui dồi, 9 triệu 200 nghìn đồng một cây. Còn màu xanh màu đen, còn hai cây xanh với 5 cây đen. Nốt đi bà con ơi, 9 triệu 2 nhá, Zin App anh em ơi. Thôi hôm nay kèo đồ xuân thế thôi. Còn đâu là mấy hôm nữa, tầm 4-5 hôm nữa thì hàng về đầy mà bà con ạ. Đây là những cái hàng rẻ, tồn lại từ năm ngoái, nên mình mới còn nhiều, mình bán cho bà con. Chứ bây giờ anh em không mua ở đâu giá rẻ hơn này đâu. Chào tất cả bà con, chúc bà con một năm mới an khang thịnh vượng.